Vâng, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là tập kết China, vẫn không có gì chơi thì mình tiếp tục là review chế độ Minecraft, hay thường mình thường gọi là Minecraft ấy. Cái link thì mình sẽ để ở phía bên dưới video. À, có quà đây. Ngày nào cũng vào là đều có kim cương với lại súng để tặng cả. Nói chung chơi game này mình chả cần nộp làm gì. Có nộp thì nộp VIP 1 thôi, nhưng mình chả bao giờ cần đâu. VIP 1 cũng chả ăn thua gì ở trong này cả. Một là nó đại gia là nó nộp vô nhiều luôn. Hai là không bao giờ nộp VIP, tại vì nộp VIP không có tác dụng gì ở trong này. Này các bạn ở đấy, nó chỉ nộp lên VIP 1 thôi. Mấy thằng bên China nó cũng vậy à. Xem qua cửa trong cửa lan này. Cửa lan gì? Đây mình thấy này. Mấy thanh niên China thì một là nó chỉ nạp VIP 1 thôi, hoặc là một là hai là nó nạp cả đám vào, tức là nó nạp nhiều ấy. Còn ở đây thì để có thể ra kênh thế giới biết này. Đấy, nếu mà một khi nộp là nó không bao giờ chơi VIP 3, VIP 4, VIP 5 gì hết. Đó là không có trong cái định nghĩa của tụi nó. Đấy, các bạn có thể thấy không? Thì một khi một là chỉ có lên sáng và lại ấy thôi, chứ không có bao giờ mà leo nghèo, kỹ suy 4 các kiểu đâu. Này, chúng ta xem kho đồ một tí. Ồ, thằng nào thằng nấy đều có súng VIP cả. Mặc dù là thằng này VIP thấp, VIP 5. Vãi đít thật. Rồi 3 red mà 3 red nước luôn, còn rất là nhiều. Mình đi xem soi một số anh China coi. À, thôi mình éo chơi Minecraft thì chế độ này là mình sẽ xem top ở China coi những gì. Để so sánh với top ở Việt Nam. Đây là bảng xếp hạng nó nằm đâu nhỉ? Đây này. Hình như đây là top Q. Hay 2700 Q. Rồi xem trang bị nó nằm đâu. À đây. Úi dồi ôi. Sáng 4. Sáng 4, cây quắm cũng sáng 1. Lục DE sáng 1. Stone sáng 2 luôn. Vãi đít thật, nhắm cầu vồng. Coi xem uy lực của nó kìa. Uy lực của nhắm cầu vồng này là 160. Max cấp. Thì cây này là cây sụp gun thì phải. Đấy, không phải cây gì ấy. Mình không có biết, mình chưa thử cái đó. Ôi trời. Sáng 3. Cây này đam giom tới 4 sao. Có nghĩa, ôi trời, cánh rơi nữa kìa. Bọn này nhiều, rất là nhiều thứ. Clip này mình sẽ không làm về Minecraft nữa, mà để một clip sau và mình sẽ xem là top China có những cái gì. Đấy, tiếp tục là cái này là cái gì mình chưa thử, chưa chơi được, chưa chạm vào, tại vì là mình không có điều kiện. V90 kỹ sĩ, sát thương 27, đạn là 55/110. Nó có PNE tới 192 và 2 vạch Yon. Thằng này mới VIP 19 thôi, mà nếu tí mình sẽ so sánh VIP 19 ở Việt Nam với VIP 19 ở China, các bạn xem này. Xem trang bị VIP 6, úi dồi, má VIP 6 sáng 4. VIP 6 sáng 4, lục sáng 3. Úi dồi. Và mình rất là cảm giác nó ra tô với lại những cái thanh niên ở China này. Úi dồi ôi mẹ ơi. Úi dồi, tiếp tục. Con mèo Samsung 7. Vòng thực sự thì VIP 6 ở Việt Nam, cái khẩu đia 6 này, đia 7 hay 8 hay đừng hòng có, cùng lắm là 7 thôi chứ không có hơn đâu. Một là trúng 7, hai là như vậy thôi. Tiếp tục mình sẽ coi top 3 thôi. Đây là top Q nha. Top Q hay top gì ấy, mình mù tiếng Trung. Đây thằng này VIP 10 nhưng mà gọi là không chịu cày mấy, cho nên chả được bao nhiêu, toàn là súng sáng không thôi chứ không có. À, mình leo ngheo xuống dưới tí đi. Đấy, thằng này không chịu cày cho nên cũng gọi là yếu. Nói chung thì so với Việt Nam thì bọn Việt Nam không có cửa để so sánh. Bên này chỉ VIP mấy thôi, VIP 5, VIP 6 thôi là có súng sáng chơi rồi. Có cần thiết phải như vậy không? Mình đã hôm qua gì đấy, là bây giờ top gì nhỉ? Chưa biết nữa. À, VIP 11, mà không biết là cái top gì đây. Top danh dự hay éo gì ấy. Cứ xem đi, xem cho biết. Mình làm video này như các bạn chỉ xem cho biết thôi, và mình sẽ quay trở lại Việt Nam và cho các bạn xem là tàu với Việt Nam khác mẹ gì nhau. Thằng này VIP 11 sáng 4 sáng 3, cây lục stone mắc cấp, M4A kỵ sĩ, 6-5 kỵ sĩ vãi đít. Cái này không có đam giom luôn, mặc dù nó cấp 9. Để tiếp tục là những cuộc điện thoại
Tại vì mình chơi ngu, mình hồi trước mình làm cái video bán hàng cho mình để số điện thoại rồi rất nhiều bạn gọi. Và mình cảm thấy là rất phiền từ cái vụ đó. Ôi giời, thằng này nó mở tới mười mấy ô luôn, mười mấy ô kỹ sĩ các bạn ạ. Ôi giời, đầu tư vài color. Này, cái này cấp 9 bắn khá là ngon. RVK, Dragon, Sticker, xe nhắm cầu vòng. VIP 11, nó là mở như vậy rồi. Xem trang bị nào. Chắc chắn là cái tốt mẹ gì đấy chứ không có qua, không có mình không có biết. Còn cây này là quay được trong may mắn này. Rất là nhiều, ôi giời, đìa 9 luôn. Này mới VIP 6 thôi, ôi giời, đìa sáng 4. Các bạn xem chỉ cần chơi game này thôi, các bạn đã gato với những cái thằng đó rồi. Sáng 2 mà chỉ có VIP 6 thôi. Được tới VIP 13 này, VIP 13 chắc chắn là còn dữ dội hơn nữa. Đắc 4, đắc sáng 4, stone 4. Ôi cái cây này cũng sáng luôn. Ôi sáng 2 luôn, ôi giời mẹ ơi. VIP 13 thì chắc chắn là nó phải nạp, nó không tương, nó còn nạp còn rẻ hơn ở Việt Nam nữa. Nó bằng một số tiền ở nạp bên này. Nếu mà tính ra Việt Nam là nhân 3 lên. Các hiểu bạn hiểu là Việt Nam chia 3 thì bằng à, Việt Nam VIP 3 thì đây bằng VIP 1 à, nghĩa là sao nhỉ? À, nghĩa là giá trị đồng tiền ấy kiểu. Bây giờ nạp VIP 1 ở đây là khoảng 20k phải không? Nạp Việt Nam 60k, đó là mình ví dụ thôi. Đấy, nên nó như vậy ấy. Tức là nó còn rẻ hơn nữa. Đấy, top 3 các bạn thấy không? Thì top gì đây? Top cường hóa hay top gì đây? À, top hình huân chương. VIP 13. Top huy chương này. Đây là giống như nhìn vậy là biết huy chương rồi, ngàn mấy huy chương. Ngàn mấy huy chương vàng. Đấy. Sáng 4, úi dồi ôi. Gato vừa color ra. Đấy các bạn cứ xem đi. Xem cho bớt gato đi. Tiếp tục thằng thứ hai. Vẫn là sáng 4, thằng nào mà cứ ở đây top là có sáng 4 rồi, không cần phải soi xăm soi gì hết nữa. Đấy dù sao là có top là có sáng 4 rồi, là đây là top kia, top huân chương nha. VIP 16, thằng này cũng đầu tư đây, khá là đầu tư. VIP 16 ở Việt Nam là bao nhiêu nhỉ? Hai mấy hay ba chục gì ấy. Ở đây phải là khoảng 10 cục ở lên rồi. Level, tôi này top level rồi đấy, top quân hàm ấy. Chắc là vậy. Đấy, bọn em xem qua thử coi. Không có thằng nào mà không ở top mà không có sáng vậy hết. Chỉ có những thằng ngu như mình không biết đầu tư vào đây thôi. À, tiếp tục cứ xem thằng thứ hai coi. VIP 17, nói chung là level cao thì nó VIP nhiều đó. VIP cao thì nó đầu tư lắm. Mới lên được level cao vậy chứ. Đấy, ui dồi. Cây AK này, đam dòm 5 sao. Ôi má ơi, cây này mà về Việt Nam đam dòm thì dòm chỉ cái háo mồm ra hưởng thôi chứ không làm cướp gì được. Cây 90 kỹ sĩ 4 sao. 4 sao đam dòm. Đắc Nai 4 sao, nó không bằng cây AK luôn. Thế là cái này là Holy King. Phát 4 rồi. Ôi mẹ ơi, đam dòm một phát là đi luôn chứ không cần nói nhiều. Đắc Nai khi phun lên là cũng là 5 sao đam dòm. Tiếp tục là đi cũng vậy. Và tiếp theo là thằng top 3 server. Top 3 là level thôi, còn mà level VIP thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ coi. Đấy. Chơi cái này chỉ cần sở hữu được một ạc trong những cái top VIP này thôi là các bạn phê rồi. Không cần phải nói gì. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại sau ở phiên bản Việt Nam. Tiếp tục xem bắn khửa đã. Xem là gì đây. À, VIP 21 à. VIP 21 là nó full sáng hết. Không có cây nào mà dưới sáng. Ôi. Nói chung gần full ba lô rồi anh kìa. Ôi mẹ ơi. Các bạn chỉ xem cái này cũng đủ gato rồi. Không hiểu tại sao mà nó phải lên được như vậy. Tiếp tục. Đấy, thằng nào cũng sáng hết. Một số thanh niên bảo mày muốn chơi thì qua bên China chơi. Thực ra thì mình méo mấy biết China thôi. Nếu mà mình ở Trung Quốc thì đéo bây giờ mình chơi tập kích. Tại vì cũng đéo chơi được. Tại vì Trung Quốc nó éo có app to. Thực sự chơi game Trung Quốc còn sướng hơn Việt Nam nhiều. Được cái là một cái là mình mù tiếng lịch thôi, là mình mù tiếng Tàu với tiếng Anh thôi, không là bỏ trẻ cháu bây giờ chơi Việt Nam đâu. Đấy. Chỉ nhìn qua thôi đã sướng mắt rồi chứ không cần chơi.
Với cái Holy King này như full cấp phải à? Không, sáng 2. Rồi cái này coi như lag mát rồi, không cần xem nữa. Tiếp tục. Và gì đây? Rip 17 à? 4. Nói chung là thằng này cũng ít kho đồ, chắc chắn là tốt gì gì ấy. Rip 19. Ồ đấy, hình như thằng này full kỳ sĩ rồi nè, 6 nòng lên, 6 nòng kỳ sĩ lên mắc lì lên sáng 2 thì may ra mới được 2 vạch đam tiền này, đem cho không? Khá là yếu. Có tốt gì đâu, tốt gì đây, tốt VIP à? Ôi VIP 1 thì có thanh niên VIP 1 bên China sẽ có gì. Ôi mẹ, các bạn nhìn này, VIP 1 AK vàng đấy, một số súng khác phát 9 phát. Mình đi tiếp tục thấy những thanh niên khác đi. VIP 4. Ôi sao nhắm cầu vòng 9 đi à? Cái này là cá giống như cá cái sự kiện trung thu ấy. Đấy, 14A. Tiếp tục là những thanh niên ưu tú tiếp theo. VIP 4 thôi đã có. Cái này là cái AK VIP này. Chích cơ súng con mèo nhắm. Cái này là AWM này vĩnh viễn luôn. Yeah, và một số top bên China thì mình sẽ quay trở lại tập kích ngay bây giờ luôn. Vâng, chúng ta đang vào bảng xếp hạng. Đúng rồi, đây là tổng số kill, là cái đầu tiên giống như Việt Nam vậy. Nó sẽ có tổng số kill này. Xem trang bị đi. Không có gì hot. China thằng ngu nhất thì trong cái top không có gì hot luôn, mặc dù thằng này top kill VIP 6 mà như vậy đấy. Tiếp sang xem thằng thứ 3. Nói chung là không có gì để coi đâu, Việt Nam thì vậy thôi. Tổng điểm xem trang bị thì như này mới đáng để so sánh này. Cũng không có một chân với lại thằng VIP 5 bên China. Ông tún, ông cún gì đấy. Như cái quần què mặc dù VIP 5 như vậy là tốt rồi, mình nghĩ đây là trúng bể chứ không có cái kích gì mà tự nhiên lên cộng 7 được cả. Hoặc là đi mua người mua shop quà lớn. Vâng, đây là một cái anh gọi là cũng khá là VIP rồi, đến số 1 bảnh gì đấy. Quá là VIP, nào lên VIP 17, VIP 17 nhưng mà tính bên Troy China thằng VIP VIP 6 nó cũng ăn mẹ thằng này rồi. VIP 6 nó mở tới mấy chục có mười mấy rồi đấy. Trở tới huy hiệu này. Táo Thiên là thằng nào vậy? Huy hiệu tâm tít nó không bằng một góc của thằng, không bằng số lẻ của thằng top bên China. Hãy xem trang bị một tí. Ôi giời, chả có gì để xem cả. Chả có quần què như này để xem cả. Tiếp theo là BL Boy. À cái này mình tham khảo server miền Nam 1 chứ các bạn. Trên VIP 2 thôi, VIP 2 bên China là đi. Nó có bao nhiêu là súng rồi. Không có gì để xem đâu, nói chung là không có gì để xem ở đây cả. Chỉ có WA 2000 mà mua tới 200 mấy kim cương. Còn bên China tặng miễn phí. AK Titan, không có gì hot. Vân Hàm. Tốc Vân Hàm cho 123 nha. Xem Việt Nam coi. Ôi giời ơi. Đêm đi đêm lại cũng như vậy thôi, nhưng không có hơn được. Cái này có vị trí của mình. Vị trí trong top luôn. Tiếp theo. Đây, không có gì hơn cả. Không có gì để so sánh với bên đó cả, không có một góc nào để so sánh luôn. Không có gì để so sánh. Nói chung là. Rồi đây là cái top cường hóa này. Đó, thế cái này mới đáng để so sánh này. Nhưng mà vẫn không bằng China được. Holy King nó bên đó nó nâng lên sáng 3 mẹ rồi. The Dragon thì nó nâng lên sáng 4 hay sao ấy. Này có sáng 4 hay sao ấy. Để tiếp tục là VIP 18, thanh niên trên này là VIP bao nhiêu nhỉ? VIP 20 mà bằng VIP 13 bên đó là cũng chưa bằng VIP 13 bên đó nữa. Rồi tiếp tục là thanh niên VIP 18. Ôi thằng này mở lắm kho đồ, nhưng mà mở lắm cửa hàng nhưng mà không có gì để bỏ cả. Toàn nó mới xuống gì đâu không ạ. Nói chung là khá là nhiều kỵ sĩ đấy. Có tiền thì có khác. Ở Việt Nam có tiền không, ở bên China tiền VIP mấy là có chơi rồi, ở Việt Nam thì ngang cứt. Đây tiếp tục là Fire Dragon nó 8 rồi, khá là ngon đây. Mặc dù VIP 20, mà VIP 20 bên đó thì ít nhất là full kỵ sĩ sáng mẹ rồi. Thằng này nó mở sạch ba lô luôn. Tiếp tục. À đấy, có phát sáng rồi, cũng khá là ngon, ổn. Nhưng mà, ôi, thằng VIP 1 bên đó đã có AK Gold 47 rồi.
có lẽ mình thấy kết thúc video tại đây, các bạn cũng nhận thấy là một cái sự khác biệt mà có thể là không nói lên lời luôn, không có gì để so sánh bên đó cả. Mà dù thằng cùi nhất bên đó đã hơn mẹ thằng tốt bên mình rồi. Đây là chỉ là ý kiến riêng của mình thôi. Các bạn hãy xem hết video rồi bình luận sau nhé, chứ đừng nhào vào đây chửi. Ôi, mình đây là ý kiến riêng thôi. Nếu các bạn cảm thấy hay và muốn chơi thì có thể mình sẽ để link ở phía bên dưới video này. Còn cách nạp tiền thì mình éo biết, cho nên đừng các bạn đừng hỏi. Ok, cảm thấy hay thì đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình nhé. Còn cảm thấy hay nữa thì hãy share video này lên Facebook cá nhân của các bạn, hoặc share đi đâu tùy ý, share các group chẳng hạn, đi so sánh, đi chửi các ai chửi bới thì mình cũng khuyến khích các bạn thôi, tùy. Cảm ơn, chào, đừng quên subscribe nha.